tại cũng đang là hơn 8 giờ tối rồi mà anh chị. Không biết anh chị đã thật nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, và chúng ta sẽ cập nhật được nhiều những thông tin rất giá trị từ lĩnh vực đầu tư, từ cổ phần doanh nghiệp, từ kênh đầu tư mà anh chị đang nắm giữ cổ phần đó, để làm sao mà chúng ta có cơ hội chúng ta sở hữu được nhiều tài sản cho chính bản thân mình, để làm sao có cơ hội thay đổi được cái chất lượng tài chính của mình đó. Em thì là Vui Nguyễn, người bạn đồng hành cùng với tất cả anh chị trong lĩnh vực đầu tư, sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Hiện tại thì Vui Nguyễn cũng đang là một trong số những người đầu tư nắm giữ số cổ phần của tập đoàn công nghệ Unisky. Đó là một trong số công nghệ giao thông thông minh, giao thông trên cao anh chị ạ. Và hiện tại thì Vui Nguyễn cũng đang là một trong số đối tác phát triển nguồn vốn cho doanh nghiệp. Bản thân Vui Nguyễn thì đã đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ Unisky là từ năm 2020 anh chị ạ. Bản thân em cũng cho phép mình đã sang bên trung tâm thử nghiệm tại Saza UAE để mình trải nghiệm cái con tàu này, để mình kiểm chứng những cái sản phẩm mình đang góp vốn vào nó có thực sự là đáng giá trị để mình cơ hội góp vốn nhiều hơn và giúp cho tập đoàn phát triển ngày một phát triển, và giúp cho doanh nghiệp có cái nguồn vốn để giúp cho cái dự án của mình nhanh chóng thương mại hóa toàn cầu, và chúng ta sẽ được nhận những cái khoản lợi nhuận đến khoản đầu tư của mình đó. Nên là em cũng đã cho phép mình đặt chân sang bên UAE để trải nghiệm con tàu này đó. Mình tự cho phép mình bỏ tiền túi của mình ra để mình trải nghiệm, bởi vì mình là một trong số nhà đầu tư, cái việc của mình nó là mình phải nắm rõ được những cái thông tin nó chính xác nhất từ bên phía công ty mà mình đang đầu tư vào, để làm sao mình có trong mình những cái cơ hội để mình sở hữu được nhiều tài sản hơn anh chị ạ. Bởi vì bản thân em Vui thì thực sự nếu như nói về độ tuổi thì chắc chắn là sẽ thua tất cả mọi cô chú anh chị ở đây. Có thể đáng tuổi con, tuổi cháu, tuổi em của tất cả cô chú anh chị thôi. Nhưng mà bản thân em thì có cơ hội may mắn được biết tới lĩnh vực đầu tư sớm. Mình có cơ hội được học hỏi về đầu tư sớm hơn. Đó, có thể cô chú anh chị là những chuyên gia về bất động sản, chuyên gia về kinh doanh, hoặc là lĩnh vực đầu tư Forex hay coin gì đấy. Bản thân em Vui thì có thể nói đấy. Nhưng mà thường ấy, đến cuối năm như ở quê em Vui ấy, thường thì mọi người sẽ dành cái số tiền đấy để mua cái tủ lạnh này, hay là mua cái tivi mới này, hay là mua cái bộ bàn ghế mới này đó. Và đến năm sau thì lại đi cày, và cuối năm lại sắm một cái gì đó mới, hay là sửa sang nhà cửa, và lại hết tiền đó. Chính vì thế mà chúng ta vẫn cứ trong cái vòng quay về cuộc sống đó, này đi làm và kiếm tiền. Nhưng những người giàu thì họ rất thông minh, đó là họ sở hữu tài sản. Họ sở hữu tài sản ví dụ như bất động sản, như vàng, cổ phần, cổ phiếu đó, để họ sử dụng những cái tài sản để tạo ra cho họ cái dòng tiền đó. Và khi mà họ tạo ra cho họ cái dòng tiền như thế rồi thì đến khi mà lúc đấy mới là lúc họ hưởng thụ và họ ưu tiên cho cuộc sống, bắt đầu họ mới mua sắm những cái thứ để trang trải cuộc sống, rồi đi du lịch, rồi đi khắp nơi. Chính vì thế có rất là nhiều người mặc dù họ đi du lịch, đi chơi, họ vẫn có cơ hội nhận được cái dòng tiền đến từ cái khoản đầu tư của mình hàng tháng hàng năm như thế anh chị ạ. Đó, em xin chào anh Đức Đồng, chào chị Dương Thị Phong, chào chị Linh Nguyễn, chào anh Ngô Văn Thiên, chào anh Hoàng Trinh, chào anh Thanh Bùi, chào chị Phùng Thanh. Đó, anh chị ạ, tức là khi mà mình hiểu được cái điều này rồi á, thì mình sẽ ưu tiên đầu tiên là mình kiếm tiền, sau đó thì mình sẽ tiết kiệm và mình gia tăng tài sản trước. Tài sản là những cái thứ mà sẽ tạo ra cho mình cái dòng tiền. Và bản thân em Vui khi biết đến lĩnh vực đầu tư cổ phần doanh nghiệp ấy, nó lại là một trong số kênh đầu tư mà giúp cho tất cả mọi người trên toàn thế giới này, kể cả những người nghèo nhất, chúng ta vẫn có cơ hội được tiếp cận đó, được tiếp cận với lĩnh vực nắm giữ và sở hữu tài sản từ cổ phần doanh nghiệp. Vừa trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em Vui có nói rằng là đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện cổ tức anh chị, câu chuyện cổ tức, sau đó thì chúng ta sẽ nói về những cái điều thú vị nhất trong thế giới của quỹ FWC và tập đoàn công nghệ Unisky của chúng ta, đúng không anh chị? Vậy thì cái câu chuyện cổ tức ấy, nó đến từ cái việc là chúng ta sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Bởi vì sở hữu cổ phần doanh nghiệp nó là một trong số tài sản. Nó là tài sản. Bây giờ anh chị phải hiểu rằng là sở hữu cổ phần doanh nghiệp là chúng ta sở hữu tài sản anh chị. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là vàng tôi cầm được, đất tôi nhìn thấy được thì đấy mới là tài sản. Nhưng cổ phần doanh nghiệp là một trong số kinh tạo cho chúng ta cái tài sản cực kỳ lớn anh chị ạ. Rất lớn luôn.
Và đặc biệt hơn, nó có cơ hội tạo ra chúng ta một cái dòng tiền bền vững nếu như anh chị sở hữu cái tài sản đó, nếu như anh chị chúng ta sở hữu tài sản. Vậy thì ngày hôm nay, ngày 14 tháng 8 vừa rồi, thì công ty Đặng Phú Mỹ có nói về cái việc là sắp chi trả cổ tức, là người ta trích ra 1,2 ngàn tỷ đồng để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Ở công ty phân bón và hóa chất dầu khí hay là công ty Đặng Phú Mỹ anh chị, nó chỉ là một cái công ty về phân bón hóa học, về công ty đạm thôi, để bán cho, để bón cho những cái cây nó tươi tốt hơn anh chị đó. Và nó đã thông báo chốt cái quyền chi trả cổ tức của đợt 2 của năm 2022 vào ngày 22 tháng 8 năm 2023. Và chi trả cổ tức này, đợt chi trả cổ tức này nó tỷ lệ thực hiện là 30%, tương đương là họ sẽ chi trả là 3.000 đồng trên một cổ phần anh chị, 3.000 đồng trên một cổ phần. Tức là ngày hôm nay nếu như anh chị sở hữu 1 triệu cổ phần của công ty Đạm Phú Mỹ thôi, là chúng ta đã bỏ túi là 3 tỷ rồi anh chị. Một năm anh chị chúng ta không cần phải làm gì cả, cái số tiền đấy nó vẫn chảy về túi của anh chị như bình thường anh chị ạ. Đó, chỉ cần anh chị nắm giữ cái tài sản thôi, là năm nào anh chị cũng có cơ hội nhận cổ tức càng lớn thì nó đến từ lợi nhuận doanh nghiệp lớn. Lợi nhuận của doanh nghiệp càng lớn thì anh chị sẽ được chi trả cổ tức càng nhiều anh chị ạ. Đó, và khi mà chúng ta nắm giữ cổ phần như thế thì không khác gì anh chị là người mà anh chị gọi là cổ đông đấy, cổ đông của một doanh nghiệp đấy. Anh chị cổ phần hóa với doanh nghiệp, và khi mà doanh nghiệp nào anh có lợi nhuận sẽ chi trả lại cổ tức dựa trên cái số cổ phần anh chị nắm giữ. Ngày hôm kia thì em Vui cũng có nói về cái câu chuyện về cái sự tăng trưởng trên lãi vốn nhờ việc anh chị nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO đúng không ạ? Ngày hôm nay lại là cái câu chuyện chi trả cổ tức. Những cái câu chuyện nó có thực luôn anh chị ạ. Mà chúng ta khi mà chúng ta biết rồi thì chúng ta lại chưa có cơ hội được sở hữu cổ phần của nó. Thì đấy là một trong số những điều rất là đáng tiếc. Và bây giờ để mà chúng ta sở hữu được cổ phần của nó thì chúng ta sẽ phải bỏ ra một cái số tiền rất lớn đúng không anh chị? Rất lớn. Và để nó có sự tăng trưởng thì nó sẽ không cao nữa rồi anh chị. Đó. Và khi em Vui chia sẻ với anh chị những cái thông tin này thì để anh chị thấy được một điều rằng quá khứ nó đã có những cái điều đấy rồi. Và việc của chúng ta là hãy học hỏi từ những cái thông tin đấy để chúng ta mới biết được rằng là thì ra ngoài kia, ở những cái tỷ phú, những cái triệu phú, những cái người họ có cơ hội trở nên giàu có và thành công hơn ấy, là nhờ việc họ sở hữu cổ phần doanh nghiệp, họ nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Và khi doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp chi trả cổ tức, doanh nghiệp IPO, thì họ lại là một trong số những cái con người mà có cơ hội tăng trưởng về tài sản lớn và có cơ hội nhận được cái dòng tiền cổ tức rất lớn anh chị ạ. Đó, thậm chí là kể cả nó chi trả 1.000 đồng thôi, tự dưng một năm anh chị không làm gì, anh chị có 1 tỷ thì nó cũng trang trải và nó cũng giải quyết được cái bài toán về cuộc sống rất là nhiều đó anh chị. Đó, vậy thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng là ngay kể cả những cái công ty rất bình thường, rất đơn giản thôi, những cái sản phẩm cực kỳ bình thường thôi anh chị, mà nó còn có những cái thương vụ chi trả cổ tức lớn như thế, tuyệt vời như thế. Thì theo anh chị, nếu như anh chị biết đến một cái doanh nghiệp nào đó, những cái sản phẩm của nó tiềm năng, nó giải quyết cái bài toán mà toàn thế giới người ta đang cần đến, người ta đang cần những cái sản phẩm về công nghệ để nó giải quyết những bài toán cho xã hội mà xã hội cực kỳ cần, thì nếu như anh chị có cơ hội, anh chị được nắm bắt những cái doanh nghiệp nào đó tại thời điểm này nó đang trong giai đoạn huy động vốn và nó là một cái sản phẩm đẳng cấp của thế giới, thì anh chị nắm giữ thì sau này anh chị cũng có cơ hội được nhận cổ tức, có cơ hội tăng trưởng cái tài sản của mình khi mà công ty tiến hành IPO. Cái quan trọng là chúng ta có cho phép mình dành thời gian để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta có cho mình những cơ hội tuyệt vời như thế hay không. Đấy mới là cái điều quan trọng anh chị ạ. Đó. Ngày hôm nay chúng ta đang đi làm cho bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng như thế, bất kỳ một công ty nào cũng như thế, chúng ta chỉ là những cái người đi làm thuê cho họ thôi. Chúng ta không có cổ phần của doanh nghiệp đấy. Và chúng ta đi làm thì họ trả tiền, mà không đi làm thì họ không trả tiền. Đấy là một điều rất là hiển nhiên anh chị. Nhưng nếu như anh chị có cổ phần của doanh nghiệp đấy, thậm chí anh chị không làm cho họ, anh chị không phải là công nhân của cho họ, chỉ cần anh chị sở hữu cổ phần thôi, là khi doanh nghiệp thành công thì anh chị cũng sẽ được nhận cổ tức, sẽ được chi trả lợi nhuận như bình thường. Đó, có rất nhiều minh chứng về cái việc mà sở hữu cổ phần doanh nghiệp
Công nhân lái xe bảo vệ cũng có tiền cho con đi du học. Công nhân bảo vệ lái xe cũng có cơ hội trở thành triệu phú. Lễ tân cũng có cơ hội trở thành triệu phú khi mà sở hữu cổ phần doanh nghiệp, khi doanh nghiệp thành công. Đó. Vậy thì khi mà em Vui ý thức được điều như này thì bản thân em đã dành rất nhiều thời gian để mình tìm hiểu, mình nghiên cứu về lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp và nghiên cứu về cái việc sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Ở một trong số đó, đó là sở hữu cổ phần của tập đoàn công nghệ Unikai. Hôm vừa rồi anh chị biết không ạ? Ở doanh nghiệp về công nghệ là xe ô tô điện VinFast có IPO trên sàn Nasdaq của Mỹ. Nó là một cái sản phẩm về ô tô điện thôi anh chị. Nó chỉ thay thế mỗi cái động cơ đốt trong bằng động cơ điện thôi anh chị. Mà khi nó IPO lên sàn Nasdaq của Mỹ thì cái giá trị tài sản của nó, cái vốn hóa doanh nghiệp của nó tăng trưởng lên rất lớn anh chị. Vượt qua tất cả những cái doanh nghiệp như Mercedes, những cái công ty xe ô tô lớn như Mercedes này hay là hãng xe Ford này đó anh chị. Vậy thì cái điều mà khi mà chúng ta biết rằng là thế giới nó tập trung vào công nghệ rất nhiều, chỉ cần một cái đặc điểm gì đấy thôi, nó khác biệt so với những cái loại phương tiện khác thôi, thì nó đã có cơ hội tăng trưởng với cái tài sản lớn như thế rồi. Vậy thì một trong số cái doanh nghiệp mà bản thân Vương Nguyễn đang đầu tư vào, nó không chỉ liên quan cái giá trị về công nghệ nữa, mà nó còn mang đến cái giá trị cho xã hội, mang đến giá trị xã hội. Và tại thời điểm này anh chị em chúng ta đang có cơ hội được góp vốn vào trong cái doanh nghiệp đấy. Góp vốn vào doanh nghiệp đấy, có rất nhiều anh chị chúng ta không tin được một điều rằng khi mà chúng ta góp vốn vào doanh nghiệp thì nào sau này khi mà doanh nghiệp thành công, ở doanh nghiệp IPO, doanh nghiệp chi trả cổ tức thì anh chị sẽ có cái dòng tiền rất lớn. Có những người họ không tin và họ bảo rằng là mày thành công đi rồi tao theo. Đến khi tại thời điểm này có những rất nhiều doanh nghiệp đã thành công rồi, nhưng chúng ta không đủ khả năng để chúng ta theo, chúng ta không đủ tiền để chúng ta theo anh chị ạ. Bởi vì đến bây giờ nó là sân chơi dành cho những cá mập rồi. Nó không còn phải là sân chơi dành cho tất cả chúng ta nữa anh chị ạ. Đó, nên là ngày hôm nay anh chị may mắn biết đến Vui Nguyễn, biết đến lĩnh vực đầu tư, biết đến việc sở hữu tài sản thông qua cái buổi chia sẻ của Vui Nguyễn, thì đấy là một trong số điều rất may mắn. Anh chị may mắn hơn những người ngoài kia rất là nhiều, bởi vì chúng ta được tiếp cận với những cái thông tin mới, những cái tin tức mới của về cái việc là sở hữu nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO đó. Vậy thì ngày hôm nay nếu như anh chị đã là một trong số cổ đông, anh chị sở hữu cổ phần của tập đoàn công nghệ Unikai rồi anh chị, thì đấy là một trong số điều hết sức là may mắn luôn. Bởi vì em muốn khẳng định với anh chị là anh chị đang nắm giữ trong tay một cái tài sản rất lớn, rất lớn luôn. Vừa nãy có một anh có hỏi một điều rằng là bây giờ á 1.000 đô là sở hữu được bao nhiêu cổ phần luôn anh chị. Tại thời điểm này anh Nguyễn Tỉnh này, anh có hỏi là 1.000 đô bây giờ mua được bao nhiêu cổ phần. Vậy thì tại thời điểm này anh chị 1.000 đô anh chị góp vốn vào doanh nghiệp Unikai là anh chị sẽ được sở hữu là 25.000 cổ phần. 25.000 cổ phần, nó đang thấp hơn 25 lần so với giá trị thực tại của nó. Tức là giá trị thực tại của UST đã là 1 đô la trên một cổ phần rồi anh chị ạ. 1 đô la trên một cổ phần rồi. Và cái đơn vị định giá cho nó là một đơn vị kiểm toán high audit lớn nhất của Nga định giá cái tài sản này từ 2013 anh chị. Từ khi mà bắt đầu thành lập doanh nghiệp, cái sở hữu trí tuệ của nó đã được định giá là 1 đô la trên một cổ phần rồi. Đó. Nên là tại thời điểm này 1.000 đô anh chị đang sở hữu được 25.000 cổ phần. Đó. Và khi nó về giá trị 1 đô thôi là anh chị sẽ sở hữu cái tài sản là ít nhất là 25.000 đô rồi anh chị ạ. Vậy thì ngày hôm nay với những anh chị nào chúng ta đã là cổ đông rồi thì em Vui sẽ cập nhật cho anh chị những cái thông tin tuyệt vời nhất, những cái điều thú vị nhất và thời sự nhất trong thế giới của SWC, của tập đoàn công nghệ Unikai anh chị ạ. Đó là webinar của Alexei, là một trong số thành viên hội đồng quản trị của quỹ SWC. Đây là một trong số quỹ đã đang huy động vốn cho tập đoàn công nghệ Unikai. Đó, bản thân em Vui cũng là một trong số đối tác thuộc quỹ SWC anh chị. Đó, ngoài việc mình đầu tư nắm giữ cổ phần ra thì mình còn mong muốn lan tỏa và chia sẻ cái điều này đến cho tất cả mọi người, để ai ai chúng ta cũng có cơ hội, chúng ta có duyên, chúng ta nắm bắt được cái giá trị tài sản này. Bởi vì bản thân em Vui ban đầu cũng chỉ là một trong số cổ đông rất bình thường, cũng chỉ là một trong số nhà đầu tư,
mình góp vốn vào doanh nghiệp này mình bởi vì mình thấy cái giá trị tiềm năng của công nghệ này đem lại giá trị xã hội. Nó là một cái loại phương tiện giao thông, nó giải quyết được cái bài toán là tắc đường, là tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Và trên thế giới người ta đánh giá, các chuyên gia trên thế giới đánh giá là sẽ chiếm 50% ở thị phần giao thông toàn cầu. Vậy thì khi mà anh chị có cơ hội, anh chị được góp vốn vào đây, anh chị được tìm hiểu nó kỹ hơn, thì anh càng tìm hiểu anh chị càng hiểu được cái giá trị lớn mà doanh nghiệp này đang tạo ra cho xã hội. Và Robert Kiyosaki ông có nói một điều rằng nếu như bạn biết được cái dòng tiền trên thế giới đang chảy về đâu, bạn hãy đầu tư vào nó. Và đó là cái cách tốt nhất để giúp bạn có cơ hội trở nên giàu có. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp là chúng ta sẽ có tiêu chí để chúng ta lựa chọn chúng ta đầu tư vào doanh nghiệp đấy. Chứ không phải là doanh nghiệp nào nó huy động vốn chúng ta mới đầu tư. Và một trong số yếu tố quan trọng nhất nó đến từ cái sản phẩm của cái công nghệ này, sản phẩm của doanh nghiệp này. Nó có đủ tiềm năng để giúp cho cái xã hội phát triển hay không? Nó có chiếm ưu thế, nó có chiếm thị phần, nó có phải là một trong số sản phẩm mà không phải ai cũng có thể làm được. Đó. Nó phải có những cái, nó cũng phải có những cái điều khác biệt như thế. Thì đến khi mà anh chị góp vốn vào đây thì anh chị mới có cơ hội thành công lớn cùng với cái công nghệ này, cùng với cái doanh nghiệp mà anh chị đang góp vốn đầu tư vào. Và đặc biệt hơn là anh chị biết đến Unikai tại thời điểm này là giai đoạn cuối cùng. Nó đang trong cái giai đoạn mà trước khi kết thúc huy động vốn. Đó. Hay còn gọi là một trong số cái giai đoạn mà ít rủi ro nhất khi được đầu tư vào đây. Và rủi ro tại thời điểm này nó sẽ là thời gian. Nó sẽ là thời gian. Chúng ta có chấp nhận đợi tầm khoảng một vài năm nữa để cái khoản tiền chúng ta sinh sôi nảy nở hay không? Nó giống như cái cây của chúng ta, nó đã đến cái giai đoạn là ra hoa rồi. Ra hoa rồi. Đấy, và chuẩn bị nó sẽ kết quả, và đến khi quả nó chín là chúng ta sẽ bắt đầu ăn được rồi. Đó. Vậy thì tại thời điểm này anh chị được góp vốn vào Unikai với những cái số vốn đầu tư rất thấp, thậm chí là 1.2 triệu, anh chị cũng có cơ hội được đầu tư nắm giữ cổ phần. Đó. Vậy thì nếu như mà nói rằng là để chúng ta hiểu tương tận về việc đầu tư doanh nghiệp, chúng ta mới đầu tư, thì không phải ai chúng ta cũng có khả năng để chúng ta hiểu được hết về doanh nghiệp đâu. Bản thân em vui ban đầu đầu tư vào doanh nghiệp này cũng chỉ vì cái sản phẩm nó quá tiềm năng, cái công nghệ nó quá tiềm năng, nó giải quyết được rất nhiều vấn nạn của xã hội, nó giúp cho xã hội tốt hơn, thì mình đầu tư vào đây thôi, với một cái hy vọng là một vài năm tới mình có cơ hội mình trở nên giàu có hơn, thành công hơn anh chị ạ. Nhưng mà khi mình đầu tư xong rồi, mình dành nhiều thời gian cho nó, nó giống như anh chị hình dung là mình đã rút tiền túi của mình ra mình đầu tư rồi ý, thì mình cũng mong muốn được một điều rằng là mình phải tìm hiểu nó xem nó có thật sự là giá trị như mọi người hay nói hay không. Và càng tìm hiểu thì càng thấy nó tiềm năng, càng tìm hiểu thì càng thấy cái giá trị nó mang lại cho xã hội. Và càng tìm hiểu thì càng mong muốn giữ nhiều cổ phần hơn, góp nhiều nguồn vốn hơn để giúp cho doanh nghiệp phát triển. Đó. Và trong thời gian qua, đặc biệt là trong cái tháng 8 này, thì cũng có rất nhiều những cái thông tin thú vị, những cái thông tin thời sự được tiết lộ bởi từ webinar của ngày Alexei, một trong số thành viên của hội đồng quản trị. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc và thảo luận những cái thông tin rất tuyệt vời từ cái con người này đâu anh chị. Đó. Em xin chào anh Dương Hoàng, chào anh Di Đại, chào anh Biên Tần, chào anh Đức, chào anh Thắng, chào chị Kim Anh, chào anh Thuận Đầu Văn, chào chị Huệ Tạ, chào anh Trí Thành, chào chị Nguyên, anh Nguyễn Trấn, chào anh Văn Nhâm, chào anh Trăng Minh, chào chị Minh Thúy, chào chị Tâm Nguyễn, chào chị Oanh Hà, chào chị Bích Phượng, chào chị Minh Thủy. Đó, xin chào mừng tất cả anh chị đang theo dõi cái buổi chia sẻ của Vui Nguyễn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái thông tin mà trong từ ngày 2 tháng 8 vừa qua thì chúng ta đã có rất nhiều thông tin đặc biệt từ phía tập đoàn của mình, đúng không anh chị? Đó, ở đây thì đầu tiên ngày Alexei có gửi lời chào tất cả anh chị, chúc chất chúng ta một ngày tốt lành. Và ngày hôm nay mỗi tháng một lần thì chúng ta sẽ gặp nhau để đắm mình trong tất cả những cái điều thú vị và thời sự nhất ở trong thế giới của SWC và các lĩnh vực mà chúng tôi tài trợ. Đó. Và trong tháng 5 thì đã diễn ra một buổi thuyết trình mở về siêu chiến lược
và nhiệm vụ chính của siêu chiến lược là nắm bắt tương lai đó. Và ở đây thì chúng ta cùng hiểu một chút về quỹ FWC nhé. FWC là một trong số những công ty quỹ đang huy động vốn cho tập đoàn công nghệ Unisky, là một trong số những hệ sinh thái mạo hiểm nhân ái dành cho tất cả những ai mong muốn tạo ảnh hưởng đến xã hội và thế giới xung quanh nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng xuyên quốc gia gồm những người có cùng chí hướng, chứ không phải là các tập đoàn xuyên quốc gia. Và có những người bảo rằng là tại sao khi bạn đầu tư vào đây, bạn lại mong muốn lan tỏa chia sẻ cái điều này? Và khi bạn lan tỏa chia sẻ cái điều này thì bạn sẽ làm như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì bản thân em Vui ban đầu chỉ đầu tư gốc vốn vào công nghệ thôi. Và khi mình mong muốn được chia sẻ cái điều này cho mọi người thì mình ký hợp đồng với công ty quỹ, đó là công ty đối tác của tập đoàn công nghệ Unisky, đó là công ty quỹ Skyward Community, đó là quỹ SWC anh chị ạ. Đó, và công ty quỹ và công ty công nghệ nó tách biệt hoàn toàn nhau anh chị. Chính vì thế mà nó rất minh bạch về tài chính anh chị ạ. Có rất là nhiều những cái doanh nghiệp nó làm không có thật anh chị. Chính vì thế mà doanh nghiệp và cái việc góp vốn vào nó là một anh chị. Chính vì thế mà khi mà pháp luật động vào một cái thôi là nó không chứng minh được, nó không chứng minh được cái sự minh bạch trong cái việc huy động vốn về tài chính như thế, và nó bị tóm anh chị đó. Bởi vì một cái doanh nghiệp ấy, nếu như làm chuẩn là công ty công nghệ là công ty công nghệ, mà công ty quỹ là công ty quỹ, nó phải tách biệt hoàn toàn như thế anh chị đó. Nên là anh chị hoàn toàn có cơ hội, anh chị chỉ trở thành là cổ đông, anh chị chỉ đầu tư thôi. Khi doanh nghiệp thành công, anh chị vẫn có cơ hội nhận lợi nhuận như bình thường. Còn tất nhiên khi anh chị làm công tác đó là mình phát triển nguồn vốn cho doanh nghiệp, là anh chị đang làm thêm một công việc nữa. Ngoài việc anh chị được sở hữu tài sản, anh chị có quyền lợi. Khi anh chị làm cổ đông, doanh nghiệp thành công, anh chị sẽ có quyền lợi, anh chị nhận cổ tức, anh chị có cơ hội được tăng trưởng cái tài sản của mình. Còn nếu như anh chị làm thêm một công việc nữa, đó là anh chị phát triển nguồn vốn cho doanh nghiệp này, phát triển nguồn vốn cho tập đoàn công nghệ Unisky, thì anh chị sẽ có cơ hội, công ty sẽ chi trả cái tiền chi phí marketing đó, một phần rất nhỏ, để anh chị có cơ hội được đồng hành cùng với cái công ty quỹ này. Đó, nên là có rất là nhiều những anh chị ban đầu thì chúng ta chỉ là nhà đầu tư thôi. Và sau đó thì anh chị thấy cái giá trị của anh chị, mong muốn anh chị giúp cho doanh nghiệp phát triển. Bởi vì chúng ta là cổ đông, doanh nghiệp là doanh nghiệp của chúng ta rồi anh chị, doanh nghiệp là doanh nghiệp của chúng ta. Vậy thì để cho cái doanh nghiệp phát triển nhanh hơn thì anh chị sẽ có trách nhiệm với cái doanh nghiệp của mình. Chúng ta sẽ có cơ hội mong muốn góp nhiều nguồn vốn hơn. Chúng ta sẽ giúp cho doanh nghiệp có những nguồn vốn để phát triển nhanh hơn, và doanh nghiệp đủ cái nguồn vốn để phát triển cái dự án, cái công ty như cái khuôn viên thử nghiệm công nghệ để chứng nhận. Và khi mà chứng nhận xong thì sẽ bắt đầu thương mại hóa toàn cầu, thì chúng ta sẽ có cơ hội được nhận lợi nhuận nhanh hơn, thành quả sẽ đến sớm hơn anh chị. Ngoài ra anh chị có cơ hội anh chị gom thêm được nhiều tài sản hơn, đúng không ạ? Bởi vì chỉ sợ là khi mà kết thúc huy động vốn rồi mà chúng ta ít cổ phần, ít tài sản quá thôi. Nên anh chị cứ để ý mà xem những cái con người nào mà họ sở hữu nhiều triệu cổ phần, họ nắm giữ nhiều tài sản, thì đa phần họ đều là những con người mà phát triển nguồn vốn doanh nghiệp. Họ có nhiều thông tin hơn, họ phát triển nguồn vốn, họ phải đào sâu thông tin, họ tìm kiểu kỹ thông tin, họ cho phép mình sang trực tiếp bên UAE, sang trực tiếp bên Belut để tham quan và trải nghiệm cái con tàu này. Đó, như vậy cái niềm tin trong họ càng lớn hơn. Bởi vì sao? Niềm tin là đến từ thông tin anh chị. Và thông tin thì sẽ giúp anh chị sở hữu nhiều tài sản hơn, và nhiều tài sản thì anh chị sẽ có cơ hội trở nên thành công hơn, giàu có hơn. Đó. Và như vậy thì anh chị cũng hiểu được một phần của cái công ty quỹ WC rồi anh chị. Đó. Và có ông LSA có bảo rằng nhiều người hỏi tôi rằng tôi hãy giải thích về dự án như thế nào, và hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn về điều này. Các câu hỏi chính mà các đối tác hiện đang đặt ra đó là liệu đã có các thỏa thuận về việc xây dựng các tuyến đường và các dự án vận tải đường dây để vận hành thương mại hay chưa? Và những lợi thế của vận tải sẽ được thấy ở đâu? Ở châu Âu hay ở Trung Đông? Và ở đây thì tôi có thể nói rằng một vài năm trước, theo ngài Anatoly Edoravic, công việc chuẩn bị một số dự án đã được bắt đầu. Và hiện tại thì công ty đang tiến hành các cuộc đàm phán tích cực cả ở UAE cũng như ở Indonesia.
Ấn Độ, Châu Phi, các khu vực của Nga và các phái đoàn từ khắp nơi trên thế giới thường xuyên đến các khu thử nghiệm tại Saza và Malina Goka đó để người ta trải nghiệm cái con tàu này. Và trong thời gian qua thì UST đã giới thiệu một cái tổ hợp vận tải khai thác tuyến đường thương mại đầu tiên anh chị ạ. Đó, và dự án này đã được xây dựng cho vận tải hàng hóa và đưa vào vận hành như một hệ thống vận tải trên lãnh thổ của công viên sinh thái ở thành phố Malina Goka, Cộng hòa Belarus anh chị. Và quốc gia nhỏ bé này có thể trở thành thành trì cho sự ra đời của tổ hợp hạ tầng vận tải thế hệ mới để ứng dụng ở vùng khí hậu ôn hòa hoặc nhiệt đới. Và cũng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì có một khu công nghệ thứ hai để ứng dụng ở vùng khí hậu nóng. Và giải pháp hạ tầng vận tải nhỏ gọn tiết kiệm chi phí này sẽ giúp cho vận tải hành khách và nhân viên trong tương lai. Hiện tại nó đã vận tải hàng hóa của khu phức hợp ngoại ô trên diện tích là 168 ha và tuyến đường có chiều dài là 1.120 m, bao gồm hai nhà ga, cấu trúc tuyến đường dây dạng linh hoạt. Tốc độ di chuyển của toa xe dự kiến lên tới 80 km/h và Unimobile được thiết kế để chở 6 người và vận chuyển tới 850 kg hàng hóa. Đó. Và câu hỏi đầu tiên mà các khách hàng lớn đặt ra là công nghệ sẽ hoạt động như thế nào trong thời gian thực. Một vài năm trước chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm thương mại mà chúng tôi sẵn sàng triển khai để giải quyết các vấn đề vận tải ở bất kỳ mức độ phức tạp nào và ở bất kỳ quốc gia nào. Hiện tại thì công ty đang tích cực đàm phán và thực hiện công việc dự án theo nhiều hướng khác nhau. Chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận nhất định ở UAE, Indonesia, Ấn Độ và chúng tôi đang thảo luận các dự án mục tiêu với chính quyền của vùng Leningrad, ở Chukotka và các vùng khác của Nga. Và chúng tôi cũng thường xuyên gặp các phái đoàn các chính phủ tại các khu thử nghiệm của chúng tôi ở tại Saza và tại Belarus anh chị đó. Và anh chị biết rồi, trong thời gian tới thì chắc chắn là một cái sản phẩm tiếp theo của chúng ta đó là sản phẩm nguồn sinh học sẽ bắt đầu tiếp tục trong cái quá trình huy động vốn và bắt đầu phát triển cho cái dạng nguồn sinh học nó rất là đặc biệt như thế. Và cái nguồn sinh học này nó có khả năng ứng dụng ở hầu hết tất cả quốc gia trên thế giới và kể cả những cái loại đất mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không thể trồng trọt được thì nó có thể cải tạo những cái vùng đất chết như thế và giúp cho cây cối phát triển và chúng ta không cần phải sử dụng cái phân bón hóa học hay là chất kích thích để giúp cho cây phát triển. Và đấy là cái sản phẩm độc quyền của tập đoàn chúng ta. Và chúng ta đã sử dụng cái nguồn sinh học này, nguồn Otila này để xây dựng và cái nguồn Otila này đã được trồng được những cái cây cối rất xanh, rất tốt ở vùng sa mạc, ở căn nhà gỗ ở tại Saza UAE đấy anh chị. Với cái thời tiết nhiệt độ lên tới 60 độ C mà cây cối vẫn không chết thì anh chị phải biết được rằng là cái nguồn này nó rất đẳng cấp như thế nào. Đó. Như vậy thì anh chị thấy rằng là cái việc mà cái sản phẩm của chúng ta, những cái điều gì mà tập đoàn công nghệ UNITKAI chúng ta đang tạo ra tại thời điểm này nó rất là giá trị. Nó là một trong số những sản phẩm mà anh chị biết đến tại thời điểm này. Nó đang trong cái giai đoạn là thương mại hóa toàn cầu rồi. Nó bắt đầu có những cái hợp đồng, có những cái dự án bắt đầu thương mại như cái dự án thương mại Unimobile ấy chị, là cái tuyến đường ở bên trung tâm công nghệ ở tại bên Belarus đó. Và ở bên Saza thì có một cái tuyến đường là 25 cái toa xe, cái tuyến đường thử số 4 ấy, với cái toa xe là 25 chỗ ấy, thì trên cái tuyến đường số 4 ở UAE thì đang được thực hiện những cái bước đầu tiên và đang trong cái công tác chạy thử đang được tiến hành. Và quá trình cái chứng nhận cái tuyến đường này đang thực hiện song song đó. Và ở đây thì ông có nói rằng là các xu hướng toàn cầu hiện nay là gì. Ở đây chúng tôi chuyển sang cơ sở bằng chứng, vì chúng tôi thường xuyên nói về công nghệ mà chúng tôi đang tài trợ, chúng tôi đang tạo ra và cấp vốn cho thực tế, mà có thể là hơi khác nhau so với công ty công nghệ kỹ thuật đó. Và tôi đặt ra câu hỏi, bạn muốn sống ở thành phố nào?
trong 15 phút với sự kiểm soát hoàn toàn. Như ở Trung Quốc, ở đó bạn sẽ không như một người bình thường, mà như một nô lệ, hay bạn muốn sống ở trong những điều kiện đã được chứng minh trên lãnh thổ của Eco Park. Cũng di chuyển trong 15 phút từ bất kỳ nơi nào, trong thành phố lớn đến một điểm khác, di chuyển như một người đi bộ ở cấp 1 và không có bất kỳ tắc nghẽn giao thông nào, không nguy hiểm, thân thiện với môi trường, tiết kiệm ở cấp 2 với sự hỗ trợ của vận tải. Đó. Và xu hướng đã được tán thành từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đó là mô tả ban đầu về cách giao thông đô thị sẽ được phát triển. Và họ nói rằng nên giảm tới 75% tổng số ô tô. Người ta cũng nói rằng nhờ điều này có thể tiết kiệm được 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Tất cả điều này đều là do truyền thuyết rằng có sự nóng lên toàn cầu. Rất nhiều khí mê tan, khí thải và carbon dioxide được thải ra từ vận tải hành khách. Và cần phải giải phóng tới 75% số ô tô ra khỏi không gian đô thị công cộng và giảm tới 40% chi phí đi lại. Ngoài ra còn có các chiến lược đã được thống nhất và phê duyệt, xác định mức tiêu thụ hạn chế cho mỗi người đối với mức nước, thực phẩm và điện. Vậy tại sao họ đưa ra một chiến lược như vậy? Bởi vì nợ quốc gia của Mỹ đã vượt qua 32.000 tỷ đô la và không ai có thể trả được món nợ khổng lồ này. Đó là lý do tại sao các sự kiện chính trị trên thế giới hiện nay đang diễn ra. Và nhưng trên thực tế có một giải pháp, và chúng ta đang cấp vốn cho cái giải pháp này, đó chính là giải pháp giao thông thông minh công nghệ Unisky. Và anh chị biết không, họ nói rằng là tương lai nên giảm 75% tổng số ô tô, bởi vì chính những cái sản phẩm này nó đang là một cái sản phẩm mà nó đang tạo ra cái nguồn khí thải rất lớn cho xã hội. Và chúng tôi, bản thân em Vui cũng như một số anh chị, chúng ta đang có cơ hội được góp vốn vào giải pháp thông minh sẽ giải quyết cái bài toán này. Đó, giải đất kết từ bài toán này. Đặc biệt là những cái loại phương tiện như ô tô tải hay là xe ô tô, những cái loại phương tiện xe ô tô to hay xe ô tô tải, nó đang thải ra những cái lượng khí thải cực kỳ lớn anh chị ạ. Và đặc biệt hơn là nó lại gây ra cái vấn nạn về tắc đường cực kỳ nghiêm trọng. Đó. Vậy thì những cái con ô tô này nó sẽ không, chắc chắn nó sẽ bị thay thế. Chắc chắn sẽ bị thay thế bằng những cái loại phương tiện vận tải giao thông thông minh hơn. Anh chị nghĩ sao khi một cái tuyến đường giao thông chạy cách mặt đất tầm khoảng 10 cho tới 15 mét và không va chạm với bất kỳ loại phương tiện giao thông nào, trong khi đó chúng ta lại không phải tàn phá bất kỳ một cái mặt bằng nào cả, không phải tàn phá những cái thảm thực vật thiên nhiên, không phải lấp đất làm đường, mà nó vẫn có thể chạy song song một cái tuyến đường bên dưới của chúng ta và nó giải quyết được cái bài toán đấy. Và anh chị hình dung, nếu như anh chị có cơ hội được góp vốn vào cho cái giải pháp giao thông này, thì tương lai anh chị sẽ nắm giữ một cái tài sản lớn như thế nào, anh chị sẽ giàu có như thế nào. Và đó là sự lựa chọn của mỗi người thôi anh chị. Đó. Bởi vì riêng công nghệ Unisky chúng ta đã tạo ra hơn 15 loại toa xe. Chúng ta không chỉ có vận tải hành khách mà có vận tải hàng hóa, vận tải cảng biển, rồi vận tải logistics của anh chị. Đó, nó đang tạo ra một cái tổ hợp về giao thông. Bạn cần gì chúng tôi có cái đấy. Bạn cần về vận tải hành khách, bạn cần về vận tải hàng hóa, bạn cần vận tải cảng biển, chúng tôi đều có. Và chúng tôi có thể đáp ứng ở mọi quốc gia trên thế giới, mọi nhu cầu, mọi địa điểm khác nhau. Anh chị muốn xây dựng đâu, chúng tôi vẫn có thể xây dựng được cái công nghệ này, sẽ thiết kế và xây dựng thi công đáp ứng được tất cả mọi điều kiện nhiệt đới khắc nghiệt, từ những cái vùng mà bão cát, bão tuyết tắc đường, rồi là những cái nơi đồi núi sông ngòi đều xây dựng được. Đó, thì anh chị thấy nó tuyệt vời đúng không ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và trong thời gian qua, trong cái tháng này thì anh chị vừa trải qua một cái chương trình của công ty, khi mà công ty ra mắt cái SWC á, ở trên ứng dụng, ở trên điện thoại, thì chúng ta có cơ hội là chúng ta được đầu tư với cái chiết khấu cao, và cái chương trình này đã kết thúc rồi. Và xin chúc mừng anh chị nào có cơ hội được nắm giữ cái chiết khấu cổ phần theo cái giai đoạn vừa rồi, thì chúng ta đã có cơ hội được x3 lần tài sản của mình rồi. Đó, mấy ngày hôm trước 1.000 đô anh chị có cơ hội sở hữu được 75.000 cổ phần. Nhưng tại thời điểm này
1.000 đô chúng ta sở hữu khoảng 25.000 cổ phần thôi. Như vậy là anh chị đã x3 lần cái tài sản của mình so với tại thời điểm này. Đó, anh chị đã x3 lần so với những cái người mà tại thời điểm này họ mới bắt đầu đầu tư rồi. Đấy là một trong số những điều rất may mắn. Warren Buffett đã nói một điều rằng cổ phần, cổ phiếu nó cũng giống như quần áo ấy. Hãy mua khi có chương trình ưu đãi, khi có chương trình giảm giá. Và tại thời điểm này, dù không có bất kỳ chương trình nào, nhưng anh chị sở hữu cổ phần, anh chị vẫn có cơ hội. Ít nhất là về giá trị 1 đô thôi là cái tài sản của anh chị đã x lên 25 lần rồi, hoàn toàn từ một số vốn nhỏ nhất. Đó. Và ở đây thì người ta nói rằng là ông nói rằng là có cái câu hỏi rằng là tại sao chúng tôi tạo ra tất cả những thứ này. Bởi vì chúng tôi tạo ra cái điều này để đóng vai trò là tiếng nói toàn cầu cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và tôn trọng thiên nhiên thông qua việc hỗ trợ và thúc đẩy các công nghệ xanh. Và chúng ta sẽ di chuyển trong nhiều thập kỷ dài, nhưng không phải là thập kỷ dài để kết thúc giai đoạn thứ 15. Và con số hàng tỷ đô la sẽ được nâng lên sau khi chúng tôi bước khải hoàn sau một trang sử hoàn thành mỹ mãn. Và chúng tôi sẽ có thể tổ chức các hội thảo khoa học này, nơi chúng tôi sẽ nói về các công nghệ xanh, về thế hệ giới mà chúng tôi đang sống. Và chúng tôi muốn con cháu của mình sống trong một thế giới khác. Và nhờ đó chúng tôi có cơ hội đi đúng hướng và thực sự tạo ra một hệ sinh thái đổi mới và thuận lợi chị ạ. Đó. Ở đây ông còn nói tiếp rằng là tôi kêu gọi các bạn thân mến, thể hiện sự chủ động, thể hiện sự chú ý. Và đây là lần đầu tiên tôi nói về tổ chức phi lợi nhuận trước công chúng. Và hãy nghĩ xem tại sao chúng ta nói về điều này. Bởi vì chúng tôi sẽ hành động trên quy mô lớn và chúng ta đang thực sự chuẩn bị cho cỗ máy đó. Và cơ chế khổng lồ mà ngày càng trở nên hiệu quả hơn được gọi là hệ sinh thái mạo hiểm nhân ái quốc tế SWC. Một hệ sinh thái mà với sự hỗ trợ của các bạn có thể thay đổi được tiến trình phát triển của nền văn minh. Mục đích của tổ chức phi lợi nhuận là phổ biến theo cách phi thương mại các công nghệ mà chúng tôi quảng bá và nói về chúng theo logic, cung cấp thông tin chứ không phải logic kích động để thu hút đầu tư. Đó, đã đến lúc khối lượng đặt tới hạn và những người đã sẵn sàng tham gia vào việc này. Đó, anh chị hình dung là tất cả ở đây họ đều cung cấp cho chúng ta những cái thông tin để anh chị tìm hiểu và anh chị đánh giá xem cái dự án này, cái công nghệ này nó có đáp ứng những cái tiêu chí để anh chị có khả năng anh chị góp vốn vào doanh nghiệp này không. Đó, và đây không phải là cái hoạt động để kích cầu và thu hút đầu tư anh chị. Nó chỉ là một cái cơ hội, chúng tôi thấy nó tốt, nó giá trị, mình lan tỏa và khi anh chị thấy nó giá trị, anh chị nhận ra cơ hội, anh chị nắm bắt nó. Ở đây không có cái sự ép buộc gì ở đây cả. Không ai ép buộc ai cả. Nó đều là tự nguyện hết anh chị. Nó đều là tự nguyện hết. Bởi vì nếu như mà chúng ta ép buộc nhau ấy, thì chắc chắn là thế giới giàu hết rồi đó anh chị. Chính vì thế cái này sự quyết định là do tất cả chúng ta. Và ai là cái người mà cho phép mình tìm hiểu về cơ hội, nhìn nhận ra cơ hội, chúng ta nắm bắt, thì chúng ta có cơ hội thành công. Đó. Và khi mà thành công rồi, khi mà chúng ta sở hữu cổ phần, chúng ta thành công rồi, những cái người mà chúng ta chia sẻ cho họ, lúc đấy họ sẽ không trách móc mình được một điều rằng đó là tại sao lúc đấy bạn biết một cái cơ hội tốt như này, tại sao bạn không chia sẻ cho tôi. Nhưng mà lúc mà tôi chia sẻ cho bạn thì bạn không tìm hiểu, bạn không nắm bắt. Dù nó như thế nào, dù bạn có đầu tư và nói không, thì việc của mình hãy tìm hiểu trước. Mình cứ tìm hiểu đi, bởi vì khi mình tìm hiểu rồi thì mình mới hiểu là mình đầu tư, mình nắm giữ cổ phần chứ, đúng không anh chị? Đó, còn nếu như mà chúng ta tìm hiểu, không tìm hiểu, chúng ta không mở cái tầm nhìn của mình ra thì sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào cả, sẽ không có bất kỳ một sự thay đổi nào cả. Đó, thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời, đúng không anh chị? Đó, bởi vì nếu như ngày hôm nay, ngay từ ban đầu em Vui không thay đổi cái tư duy đó là tại sao mình cứ phải đi làm. Tất nhiên là ai ai chúng ta cũng phải đi làm để chúng ta có cho mình những khoản tiền, để chúng ta có những cái kế hoạch về tài chính cho riêng mình. Nhưng mà tại sao mình không học hỏi những cái phương pháp của những người thành công để chúng ta vận hành vào trong cái cuộc sống, trong cái công việc của mình. Và song song đó chúng ta có thể làm một phát song song. Chúng ta vừa đi làm công việc của mình và chúng ta vừa tìm hiểu. Và khi mà chúng ta biết được một cái cơ hội tốt, chúng ta nắm bắt
chúng ta sở hữu, thì chúng ta có cơ hội chúng ta sang một cái trang mới, đúng không anh chị? Con cái chúng ta sang một trang mới, gia đình dòng họ chúng ta sang một trang mới anh chị. Đó, một người làm con cả họ được nhờ đó anh chị. Ngày hôm nay nếu như anh chị biết được một cơ hội tốt thì tất nhiên là những cái người trong gia đình của mình, dòng họ của mình cũng có cơ hội để có những người hiểu được những cái điều mà anh chị đang chia sẻ cho họ, và họ nắm bắt, và sau này họ cũng sẽ thay đổi được cái chất lượng tài chính của mình. Đó, ngoài ra còn có rất là nhiều những cái thông tin nữa. Thì ở đây thì có những cái câu hỏi đặt ra cho ngài Alexei, đó là khi nào các dự án mục tiêu quốc tế sẽ được triển khai. Ở đây thì ông có nói rằng là đừng tập trung vào những suy nghĩ bi quan hoặc tiêu cực rằng sẽ không có gì được triển khai, bởi vì mọi thứ đều có thời điểm của nó. Và tốt hơn là nên chuẩn bị trong thâm tâm rằng chúng ta sẽ vui mừng như thế nào khi dự án quốc tế đầu tiên được triển khai, bởi vì sau đó sẽ bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh chị hình dung là chỉ cần bây giờ một cái dự án thương mại quốc tế nào được triển khai và nó công bố ra thôi ấy, thì lúc đấy nó sẽ sang một cái trang mới rồi, cái câu chuyện nó hoàn toàn khác rồi. Không biết là lúc đấy anh chị còn có cơ hội được góp vốn vào doanh nghiệp này nữa hay không ấy, hay là có cơ hội thì chúng ta phải bỏ ra một cái số tiền rất lớn, và không phải ai chúng ta cũng có khả năng. Bởi vì lúc đấy nó là sân chơi dành cho cá mập. Cá mập là những người có nhiều triệu đô, nhiều tỷ đô anh chị. Nhiều triệu đô, nhiều tỷ đô. Và lúc đấy thì người ta sẽ gom những cái tài sản giá trị, đối với họ chỉ cần ít lên 10-20% thôi, nó quá là kinh khủng rồi. Nhưng với chúng ta, những cái người mà chúng ta chưa có dòng tiền lớn, chúng ta chưa có nhiều tài sản, chúng ta hãy chấp nhận đổi lấy cái sự tự do về tài chính, cái sự giàu có bằng việc đó là chờ đợi. Nó chính là vấn đề thời gian. Anh chị hình dung là cái giá trị tài sản của anh chị đến 5 năm, 10 năm nữa, nó sẽ lớn hơn tất cả những cái tài sản mà hiện tại anh chị đang có, như đất hay như vàng. Điều này có thể khẳng định một điều luôn. Có thể khẳng định một điều luôn, bởi vì chưa có một cái kênh nào mà có thể ít lên vài chục nghìn, vài trăm nghìn phần trăm giống như cái việc sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO đâu. Nên là nếu như anh chị mà có khả năng anh chị đợi được khoảng 5 năm, 10 năm ấy, thì chắc chắn cái tài sản của anh chị sẽ ít lên đáng kể luôn, gia tăng lên đáng kể. Và đây là sự thật, không phải là em Vui đang chém gió nói phét đâu à, nói hơi thô một tí thôi, nhưng mà không phải là mình đang chém gió đâu, mà đây là sự thật anh chị. Có rất nhiều thông tin chúng ta tìm hiểu, và khi anh chị đã thực sự mong muốn tìm hiểu một cái điều gì đấy rồi thì trên internet không thiếu luôn. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta theo dõi, là chúng ta cần phải biết chọn lọc thông tin. Phải biết chọn lọc thông tin anh chị ạ. Đó. Và ở đây có một cái câu hỏi tiếp theo. Bản thân tôi đến từ châu Âu, chỉ để biết thôi, ở Nga không lái ô tô châu Âu, vì vậy các bạn xây dựng Unikai và sẽ hoàn toàn không phải mua chúng. Câu trả lời, chà, vì 75% số lượng ô tô sẽ giảm, và đến năm 2050 sẽ còn nhiều tranh luận hơn nữa. Đó. Tức là cái số lượng ô tô ấy trong tương lai sẽ giảm đáng kể anh chị. Mặc dù anh chị biết rồi, bây giờ xe ô tô điện nó đang giải quyết cái bài toán về ô nhiễm môi trường, nhưng nó chỉ là một trong số cái giải pháp. Nó sẽ là trong khoảng một vài năm tới, nhưng nó sẽ không thể giải quyết được cái bài toán tắc đường và tai nạn giao thông đâu. Đó. Nên là số lượng ô tô chạy động cơ đốt trong tương lai sẽ giảm đáng kể luôn. Và dần dần anh chị sẽ thấy điều đấy. Xã hội ngày càng một phát triển, nền kinh tế, nền giao thông thế giới chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc. Và chắc chắn anh chị sẽ phải bất ngờ một điều rằng trong tương lai cái sự chiếm lĩnh của công nghệ Unikai nó sẽ rất lớn. Bởi vì Unikai tiết lộ cho anh chị một điều rằng hầu như chính phủ nào khi được tiếp cận với công nghệ Unikai thì họ đều cảm thấy tự hào, họ đều mong muốn phát triển công nghệ này tại đất nước của họ. Đó, có những cái nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới khi mà được trải nghiệm con tàu này phải oan lên một điều rằng tại sao một cái loại phương tiện tuyệt vời như thế này tại sao lại chưa có ở đất nước của chúng tôi. Họ phải thốt lên một điều như thế anh chị. Đây nó là cả một bầu trời trí tuệ, cả một bộ óc thiên tài của một nhà khoa học. Nó không phải là một cái sản phẩm mà ai cũng có thể sản xuất ra được đâu.
Nó là một trong số cái sở hữu trí tuệ cực lớn lên tới 400 tỷ đô la Mỹ. Và có rất nhiều người không thể tin được rằng tại sao cái sở hữu trí tuệ của nó lớn như thế. Và họ không tin một điều rằng là khi mà doanh nghiệp này IPO, cái vốn hóa của nó sẽ tăng trưởng lên rất lớn. Và họ không tin vào điều đấy anh chị. Họ không tin anh chị. Nó giống như khi mà Apple mới bắt đầu phát triển ra cái hãng điện thoại iPhone ấy. Họ không tin là có một cái điện thoại mà có thể sử dụng mỗi cái nút home thôi mà có thể điều khiển được cả cái màn hình điện thoại. Như thế họ không tin. Những cái gì mới, những cái gì khác biệt họ không tin anh chị. Và khi nó thành công, nó hiện thực hóa rồi, thì có rất là nhiều ngỡ ngàng, nhiều người, nhiều con nai ngơ ngác, nhiều con nai ngỡ ngàng. Bởi vì nó có thể làm được điều tuyệt vời như thế. Bởi vì thực sự là con người rất giỏi anh chị. Và có những điều mà không thể tưởng tượng được, mọi người họ vẫn có thể làm ra được những cái điều mà có những người họ không thể nghĩ ra được. Đó, và Unikai và UST chúng ta là đang làm những điều như thế anh chị. Đó. Tiếp theo đó là Alexei, bạn nghĩ như thế nào về việc công ty có sẵn sàng hợp tác với nhà nước về cơ chế quan hệ đối tác công tư PPP không? Có sự quan tâm nào giữa các nhà đầu tư trong chương trình này hay không? Có sự quan tâm và có khách hàng. Quá trình đang diễn ra theo hướng này, nhưng đây không phải là quá trình nhanh. Kế hoạch làm việc của UST đã hoàn toàn sẵn sàng và đối tác cũng có. Thực sự là cái đối tác của chúng ta có rất nhiều, các hợp đồng được ký kết rất nhiều. Chúng ta đang trong cái quá trình làm những điều đấy, đã hoàn toàn sẵn sàng trong việc xây dựng những cái dự án thương mại. Và chúng ta đang trong cái giai đoạn thiết kế thi công mà có những cái dự án đã được cấp đất rồi, sắp được cấp đất, thậm chí là có những cái dự án chuẩn bị được thi công rồi. Nhưng không công bố anh chị, chưa công bố. Bởi vì nếu như công bố tại thời điểm này thì em vui tin chắc chắn rằng chúng ta không có cơ hội được sở hữu thêm cổ phần đâu. Không có. Còn tại thời điểm này anh chị nào vẫn nghi ngờ, anh chị nào vẫn chưa tin, cuối năm nay anh chị cho phép mình sang UAE đi, sang xa ra đi, để trải nghiệm thực tế. Trải nghiệm thực tế con tàu này mắt thấy, tai sờ. Đó. Mắt thấy, tai nghe, tay sờ, nhìn trực tiếp, gặp gỡ trực tiếp nhà sáng lập công nghệ này, để chúng ta thấy được rằng là cái bộ óc thiên tài của ông nó vĩ đại như thế nào, lớn như thế nào. Có nhiều người bảo rằng là không làm mà đòi có ăn. Đúng thật, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn cổ tức thôi. Cổ tức chính là lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp ấy. 2025, những anh chị nào sở hữu cổ phần là sẽ được nhận những khoản cổ tức đầu tiên rồi. Đó. Và đấy là một trong số những điều xứng đáng dành cho tất cả anh chị trong suốt thời gian qua. Anh chị chờ đợi, anh chị không than vãn một điều gì cả. Bởi vì anh chị hiểu được một điều rằng anh chị góp vốn vào doanh nghiệp quốc tế đang tạo ra những sản phẩm tiềm năng như thế. Nó không phải là trong ngày 1, ngày 2 là chúng ta có tiền ngay. Nhiều người bảo rằng là tôi đầu tư vào đây có nhìn thấy tiền tăng lên từng ngày hay không? Có nhiều những doanh nghiệp anh chị ạ, nó sẽ gần như kiểu là nó sẽ kích thích nhà đầu tư bằng việc nó là cái số tiền tăng ảo theo từng ngày ấy, anh chị. Đấy, để ở trong cái màn hình điện thoại xong nó tăng theo từng ngày ấy. Và anh chị cứ nghĩ rằng là mỗi ngày cái tài sản của anh chị tăng lên, nhưng bản chất nó chỉ là một cái để kích thích anh chị thôi. Chứ đấy anh chị rút ra có rút ra được đâu, đúng không ạ? Đó. Nên là cái thực tế nhất đó là anh chị hiểu được cái giá trị của cái sản phẩm này. Bởi vì giá trị của sản phẩm mới là thứ cái quyết định được rằng là cái giá cổ phần của anh chị trong tương lai nó tăng trưởng lớn như thế nào. Cái tài sản của anh chị tăng trưởng lớn như thế nào. Chứ không phải là cái số tiền tại thời điểm này nó tăng lên như thế nào. Bởi vì nếu như mà cái giá trị cái sản phẩm đấy nó không có gì đặc biệt, nó không có cái gì giá trị, khi nó IPO nó không đáng giá, không đáng giá luôn anh chị, thậm chí nó còn chẳng tăng trưởng luôn á. Đó. Nên là anh chị phải hiểu rằng là cái giá trị cái sản phẩm nó tạo ra xã hội, nó mới quyết định được cái giá cổ phần của anh chị nó tăng trưởng như thế nào. Nó có thể tăng lên 5 đô, 10 đô, thậm chí là hơn nữa.
Nhưng mà phải xem được rằng là cái công nghệ này, cái sản phẩm này nó làm được những gì rồi, nó có thể giúp ích cho xã hội như thế nào, và xã hội nó sẽ ứng dụng cái công nghệ này vào thực tế như thế nào. Đấy mới là điều quan trọng anh chị. Đấy là một trong số yếu tố tố tiên quyết để khi mà nó lên sàn ấy, cá mập người ta sẽ gom, người ta sẽ gom cái cổ phần đấy. Đấy anh chị ạ. Đấy, đấy chính là một trong số lý do mà vì sao tất cả những công ty công nghệ nó lại có sự tăng trưởng như thế, những cái sản phẩm khác biệt nó lại có sự tăng trưởng lớn như thế anh chị ạ. Và ngày hôm nay khi anh chị biết tới cơ hội này, biết tới công nghệ này, anh chị được nắm giữ cái tài sản, anh chị được sở hữu cổ phần, đó là một trong số điều cực kỳ là may mắn luôn anh chị. May mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, bởi vì có những người gọi là cơ hội đến tay rồi nhưng vẫn để tuột mất anh chị. Cầm quả táo cắn lên tới miệng rồi vẫn để rơi xuống đất. Đó. Nên là anh chị tại thời điểm này anh chị được góp vốn vào đây, thực sự đấy là một điều may mắn. Người nghèo cũng có cơ hội góp vốn 1,2 triệu, chúng ta cũng có cơ hội đầu tư mà. Tại sao chúng ta lại không cho phép mình bỏ ra một số vốn rất nhỏ để anh chị có cơ hội, anh chị tìm hiểu thêm về công nghệ này, anh chị nghiên cứu thêm. Em đảm bảo là nếu như anh chị dành thời gian để anh chị nghiên cứu về công nghệ này, không ai mong muốn sở hữu dưới 1 triệu cổ phần đâu. Kiểu gì cũng tìm mọi cách để gom ít nhất từ 1 triệu cổ phần trở lên. Đấy là sự thật anh chị ạ, đấy là sự thật nhé. Đó. Vâng, em xin chào chị Nguyễn Thị Hoa, xin chào anh Thanh Nguyễn, xin chào chị Thị Thảo, xin chào chị Lê Hương, chào chị Hà Bình. Chào mừng tất cả anh chị đang xem livestream của Vui Nguyễn. Em chào anh Sư Hoàng, chào anh Lâm Nguyễn, chào chị Mai Lê, chào chị Đàm Hiền, chào anh Văn Nam, chào chị Huyền Trang, chào chị chào anh Vũ Khải, chào chị Lương Bộ, chào anh Tuấn, chào anh Dũng Bá. Đó, chào mừng tất cả anh chị. Anh chị biết không? Đến tận thời điểm anh chị biết giai đoạn công ty Unikai là giai đoạn cuối cùng rồi, giai đoạn 15 rồi, rủi ro là thấp nhất rồi. Nó đang đề về đúng cái giá trị thực của nó sắp tới khi mà chuyển sang giai đoạn mới. Tức là giai đoạn 15 nó sẽ có 15.1, 15.2 và 15.3, sau đó sẽ kết thúc huy động vốn. Và mỗi giai đoạn thì cái số cổ phần sẽ giảm dần và về đúng giá trị thực là $1 trên một cổ phần. Đó. Và tại thời điểm này anh chị đang được sở hữu thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tại của nó. Nên là ngày hôm nay trong cái buổi chia sẻ của Vui Nguyễn thì cũng cập nhật cho anh chị những cái thông tin về việc đầu tư, về việc sở hữu cổ phần doanh nghiệp, về giá trị tài sản khi anh chị nắm giữ cổ phần. Đó, để anh chị hiểu được rằng là anh chị đang nắm giữ trong tay một viên kim cương sáng giá anh chị. Viên kim cương anh chị ạ. Không phải là vì bản thân em gọi là đầu tư vào đây nên là mình u mê về cái công nghệ này hay là gì cả, mà bản chất là giá trị thật anh chị. Anh chị cứ để ý mà xem nhá. Tại sao Tesla hay là VinFast hay là hãng xe điện vô danh IPO mà cái giá của nó tăng trưởng rất lớn như thế? Trong khi đó cái xe ô tô nó chỉ thay đổi mỗi động cơ đốt trong thành động cơ điện thôi mà, nó cũng có phải làm cái gì quá kỳ công đâu anh chị. Nó chỉ thay đổi mỗi cái động cơ đốt trong bằng động cơ điện thôi mà nó còn tăng trưởng lớn như thế, cái giá trị tài sản của nó còn tăng trưởng lớn như thế. Vậy thì khi mà anh chị góp vốn vào tập đoàn công nghệ Unikai, nó không chỉ cái sản phẩm sử dụng năng lượng tái tạo mà nó còn là một cái sản phẩm tạo ra một cái tổ hợp với giao thông. Tất cả mọi thứ chúng ta tự làm, chúng ta tự sản xuất từ những cái nhỏ nhất, chúng ta cũng đều kiểm nghiệm và đều chứng nhận làm sao nó tốt nhất có thể. Vậy thì đặt ra câu hỏi rằng là khi nó IPO á, nó không còn cái câu chuyện chỉ thay đổi động cơ điện bằng động cơ đốt trong thành cục động cơ điện nữa đâu, mà nó là cái giá trị tài sản lớn hơn rất nhiều. Chính vì thế mà khi mà ngài chủ tịch bảo rằng là sau này khi mà nó IPO ấy, cái vốn hóa nó sẽ làm sao vượt cả Apple. Đó, tức là vượt tất cả những cái doanh nghiệp của vốn hóa lớn nhất trên toàn thế giới. Và nó sẽ trở thành một trong số công ty vốn hóa lớn nhất trên toàn thế giới luôn. Đấy chính là mục tiêu đưa ra, mục tiêu đặt ra, và em Vui tin chắc chắn rằng điều này sẽ đạt được. Đó, nên là anh chị hãy làm sao sở hữu nhiều cổ phần nhất có thể, hãy gom và sở hữu thật nhiều tài sản nhất có thể, bởi vì cơ hội nó không đến với chúng ta quá nhiều lần đâu. Bởi vì nếu như lần này đến chúng ta không nắm bắt, lần sau đến chúng ta cũng vẫn chưa nắm bắt thì chắc chắn là cơ hội nó sẽ không đến tiếp đâu. Bởi vì cơ hội nó đến với mọi người là như nhau, nhưng khi đến rồi anh chị
chưa hiểu thì chúng ta cần phải tìm hiểu, sau đó chúng ta nắm bắt, đúng không ạ? Đó, anh Hà Văn Luật có bảo rằng chắc chắn đạt được. Điều này em vui tin chắc chắn là sẽ làm được. Bản thân em nghĩ rằng nó sẽ làm được, và thậm chí nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều nữa. Và khi mà doanh nghiệp Unikai IPO, nó sẽ là một trong số những cái thương vụ IPO đỉnh đám nhất lịch sử. Và em muốn tin chắc chắn điều đấy xảy ra. Nó sẽ là thương vụ đỉnh đám nhất lịch sử, gọi là một trong số doanh nghiệp mà sẽ giúp cho nhiều người trên toàn thế giới này trở nên giàu có và thành công hơn. Đó anh chị ạ. Và ngày hôm nay thì dành một chút thời gian để giao lưu với tất cả anh chị như thế. Anh chị mong muốn tìm hiểu thêm về doanh nghiệp Unikai, anh chị hãy kết nối hoặc là có thể kết nối với Minh Nguyễn thông qua Facebook, qua Zalo, qua số điện thoại cũng được. Số điện thoại của em là 0965 081 559. Đó, anh chị có thể kết nối để mình có thể hỗ trợ và giúp đỡ anh chị hiểu hơn về giá trị của tập đoàn công nghệ Unikai, để anh chị có cơ hội để anh chị sở hữu thêm tài sản, anh chị nắm giữ thêm cổ phần. Đó anh chị ạ. Ngoài ra thì có những cái người bạn của anh chị đã chia sẻ và lan tỏa cái giá trị của công nghệ này đến cho tất cả anh chị rồi. Nhưng nếu như anh chị chưa có cơ hội để anh chị sở hữu cổ phần, hay là anh chị đang trong cái quá trình tìm hiểu, thì anh chị hãy tiếp tục kết nối với họ, để làm sao họ sẽ giúp cho anh chị có những cái thông tin tuyệt vời nhất để anh chị nắm giữ và sở hữu thêm cổ phần cho mình. Anh chị ạ, anh chị hình dung là tại thời điểm này, những cái doanh nghiệp nào đã IPO lên sàn chứng khoán rồi ấy, thì cái việc tăng hay giảm của nó là điều hiển nhiên xảy ra. Nhưng cái câu chuyện nếu như chúng ta nắm giữ trong dài hạn, trong vòng một vài năm, thì dù nó có tăng hay giảm thì anh chị vẫn thắng. Đặc biệt là nếu như anh chị sở hữu trước IPO á, thì dù nó tăng hay giảm anh chị không phải lo luôn, anh chị vẫn thắng, và thậm chí thắng đậm, thắng rất lớn luôn anh chị. Đó, thương vụ tỷ đô. Đúng rồi, chính đây là một cái thương vụ tỷ đô, nên anh chị đã sở hữu cổ phần rồi thì hãy giúp cho gia tộc của mình trở thành gia tộc tỷ đô anh chị ạ. Anh chị nhé. Và cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người trong tất cả những cái buổi chia sẻ tiếp theo. Bye bye cả nhà mình. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.